Hello everyone. Hôm nay mình đi đến cái hòn đảo nhỏ tên là Lido Island. Nó nằm trên dòng sông Hudson luôn. Đây là cái đảo nhân tạo. Là cái location của nó là nó nằm ngay cái bến tàu số 55 á. Số 55 nằm sát trong cái dòng sông Hudson luôn. Thì cái kiến trúc sư này á là Hesterwitz, là ông ta đã design ra và đã làm nên cái đảo nhân tạo này. Và ở ngoài này á là người ta trồng cây, ông trồng cây và những cái cây và những cái nơi mà có một cái sân khấu ngoài trời nữa để cho du khách hoặc là dân địa phương tới để mà có một cái nơi để mà thư giãn, để mình chơi. Nó có bàn ăn ở ngoài trời nữa. Nhìn ở ngoài á, nhìn nó giống như là một cái nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật về hội họa vậy đó. Tại vì những cái đế của nó nhìn nó giống như là những cái quặng nhỏ đó, những cái quặng á. Nhưng mà thật sự là ở trên đó là để đất để mà trồng cây. Bây giờ mình đi tới vô luôn. Trong đó nha, vô trong đó để coi cái ổng trồng cây gì. Thì cái nơi đây là nó xây rất là hay không? Cái Lido Island này á là đã được xây dựng và khánh thành vào mở cửa cho công chúng vào vào 21 tháng 5 năm 2021. Thì khi xây dựng thì tổng cộng chi phí để mà làm nên cái Lido Island này là khoảng 260 triệu đô la. Thì cái cây trù mở cửa của cái công viên này thì 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Và nếu mà cái thời tiết thay đổi á, thì cây trồ này cũng thay đổi. Nhưng mà cái cây trồ là hầu hết là 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Và diện tích của cái công viên này á, là khoảng 2.4 acre cho cái diện tích. Bây giờ mình đi vô trong để mình coi những cái cây ở đây coi. Nó có những cái cọc không khí, những cái cọc ở dưới đây. Trong cái môi trường mới này như thế nào nha. Đây là lấn sông á. Thường ta nói là lấn biển, còn cái này là lấn sông. Rất là đẹp không? Cái này giống như để đất trồng cây. Đất trồng cây mà nó làm đẹp quá ha. Cái đế của nó là nhìn ghê không? Nhìn ngầu không? Cái đế để mà để đất để mà trồng cây thôi đó. Nghe mình đi lên. Mùa hoa nở chắc rất là đẹp luôn á. Mùa xuân á. Rất hoa cỏ ở đây. Cỏ nó cũng đẹp nữa nè. Đây hoa màu tím. Đây là cái đảo nhân tạo. Nó nâng lên mấy cái cục. Nó nâng lên để mà trồng hoa đó. Lấn ra ngoài sông. Đi lên nữa hả? Cao vậy?
là cao luôn nè, nhìn xuống trồng cỏ trồng cây nhìn đẹp. Bên đây là ngó ra sông nè, sông Hudson á. Đất đó. Ở đây đất để mà trồng cây á. Đây, đây là những cái cục mà hồi nãy ở dưới ngoài đó. Nó để đất để trồng cây nè. Mình có hiểu sao nó làm cái shape kiểu vậy. Cho cái nước. Tôi cũng không biết đâu hỏi á. Irrigation. Cây trồng ở đây rất là đẹp, những cây nó phải lựa nhìn lạ. Đẹp, thấy không? Cái hoa cũng màu tím cũng lạ. Nó phải trồng ở New York trồng vậy là hay lắm, trồng mấy mốt mùa đông xuống không biết sao luôn. Chết không? Mùa đông xuống. Chết hết quá. Tại vì ở New York nó đâu có phải khí hậu ấy đâu. Nó có cái sân khấu ngoài trời nữa hả? Nó có cái stage hả Lam? Nè, có cái stage nè. Em mốt tới mùa đông á. Đây là cái gì? Oh, đây là cái sân khấu hả? Sân khấu này ngồi. Ủa, làm video tăng. Yo digo que su niño se escribe. Sân khấu ngoài trời nhìn hay không? Đây những cái cọc, cái cắm những cái cọc ở đây cho tàu đừng có vô. Cái đường đi xuống rất là nhiều cỏ, cỏ đẹp ghê. Let's just go down the steps.
đây là rất là nhiều người theo kỳ này mình đi với là người Pháp nhiều lắm. Người Pháp qua đây rất là đông luôn, đi du lịch, đi thăm tưởng thần tự do cũng người Pháp. Rồi đi những cái tour vòng vòng đây nè, đi những cái địa điểm du lịch ở đây nè thì là người Pháp phong à. Người Pháp nhiều, người Pháp thích Mỹ ghê hả? Nãy giờ mình coi á, là những cái này nó đựng đất nè để mà trồng á, đẹp không? Nó ghép lại và nó bỏ đất vô và là trồng hoa, trồng cây. Và nó dựng những cái cột này dưới sau lòng sông. Đó, làm nên giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy đó. Nó lấn ra sông mà.